Đêm nay, trên khắp hoàn cầu, mọi người hân hoan đón mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa giáng trần. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta quy tụ nơi đây để hát mừng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng ta cùng hiệp lòng cầu xin sự bình an tâm hồn cho mỗi người đang hành tâm đón mừng Chúa đến. Cách riêng, chúng ta hướng về các gia đình, ước mong mỗi gia đình trở thành máng cỏ ấm êm cho ngôi lời ngự vào. Kính mời cha xứ thánh hóa giờ cầu nguyện này. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa đã thực sự ở cùng với mỗi người chúng ta mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, có thể đã có những lúc, những thời gian chúng ta không nhận ra Thiên Chúa trong nhiều biến cố, trong những đau khổ, trong những anh chị em cũng thiếu đau mỏi. Vì thế, đêm hôm nay, đêm hạnh phúc, đêm tuyệt vời, và chúng ta sẽ mừng kỷ niệm Chúa giáng trần. Thiên Chúa ở cùng mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa trong đêm phòng ân này, và chúng ta cũng hãy cùng chia sẻ cái tâm tình tạ ơn đó qua việc ngắm nhìn hành vi Giêsu bé nhỏ qua buổi diễn viên đêm hôm nay. Dòng lịch sử cứu độ là dòng lịch sử của tình yêu. Bởi Thiên Chúa thương yêu con người, từ trong hỗn loạn, Ngài dựng nên trái đất với biển cả, sông ngòi và cả bầu trời trong xanh. Trên trời cao, Ngài dựng nên vầng hồng soi sáng ban ngày, mặt trăng chiếu rọi ban đêm. Dưới đất, Ngài dựng nên vườn địa đàng với hoa thơm cỏ lạ, tươi tốt quanh năm, với dòng sông lững lờ reo vui muôn kỳ công của tạo hóa, với tiếng chim hót trên cành chào mừng ánh bình minh. Từ vùng đen, Thiên Chúa phán: Ta hãy làm ra con người có nam, có nữ giống hình ảnh của ta, để họ làm chủ mọi thứ trên mặt đất. Trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, có người được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt, trao cho quyền làm chủ mọi loài thụ tạo, thông phần vào sự sống theo giống hình ảnh của người. Thiên Chúa lại phán: Nhà ngươi có quyền ăn mọi cây cối thuộc về khu vườn, nhưng riêng cây biết lành biết dữ, nhà ngươi không được đụng tới. Bởi vì ngày nào ngươi ăn trái của cây này, ngươi sẽ chết. Anh sao và tình dối.
nhưng hạnh phúc ấy không lâu bền. Adam, Eva đã tự đánh mất hạnh phúc ấy khi lạm dụng tự do, món quà quý giá mà Thiên Chúa dành riêng cho họ. Eva, Eva, ngươi có muốn ngang bằng Đức Chúa không? Ngươi nhìn xem cây đây này, vừa chín lại vừa ngon. Hãy hái lấy mà ăn đi. Cây này ư? Quả này ư? Không, không, tôi không ăn đâu. Vì đây là điều Thiên Chúa cấm. Nếu ăn vào sẽ phải chết. Không chết chắc gì đâu. Vì Thiên Chúa biết, khi con người ăn quả đó, mắt các ngươi sẽ sáng ra, sẽ được thông minh bằng Thiên Chúa, biết điều thiện, điều ác. Nhưng tôi sợ Thiên Chúa phạt lắm. Gặp dịp may mà không thử thì uổng lắm, rồi sẽ phải hối tiếc đó. Cứ mạnh dạn hái ăn đi. Hỡi người đàn bà xinh đẹp ngây thơ ơi. Tốt, tốt lắm. Hãy đưa cho chồng cô ăn nữa đi. Adam, anh ăn đi. Ngon lắm. Ăn đi, ăn đi. Thôi, không được đâu. Quả này Thiên Chúa đã cấm, không cho chúng ta ăn mà. Anh cứ ăn đi. Em ăn rồi, có sao đâu. Vì các con đã không nghe lời ta dạy, lại còn đổ lỗi cho nhau, từ nay các con phải chuốc lấy những hậu quả do việc các con làm. Với con, Adam, Đức sẽ bị nguyền rủa trong khi con lam lũ tối ngày. Con phải cực nhọc mới có của nuôi thân. Đức sẽ sinh gai góc vì con. Con phải đổ mồ hôi chán mới có cơm ăn, cho tới khi trở về với đất, vì con từ đất mà ra. Với Eva, suốt đời con sẽ cực nhọc thật nhiều và phải mang nặng đẻ đau lúc sinh con. Riêng ngươi, hỡi Satan, vì mi đã làm điều đó, mi sẽ bất hạnh giữa mọi loài sinh vật, giữa muôn thú địa cầu. Mi sẽ bò sát bùn và ăn bùn đất suốt đời mi. Từ nay, ta sẽ đặt mối xung khắc giữa mi và người nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người nữ. Một người thuộc dòng giống này sẽ đạp dập đầu mi, còn mi sẽ rình cắn gót chân người. Và từ đó, cánh cửa vườn địa đàng bị khép lại. Lời tuyên án của Thiên Chúa không phải là lời làm nên khổ ải cho con người, nhưng là lời mặc khải cho con người biết rằng chính tội lỗi đã làm cho họ nên như thế. Trong bóng đêm tội lỗi, con người đã mất niềm tin vào nhau. Adam và Eva đã sinh nhiều người con, trong đó có Cain làm nghề trồng trọt và em là Abel làm nghề chăn chiên. Hai anh em không thương yêu nhau, lại còn ganh tị nhau. Chính vì vậy mà ngay trong gia đình đầu tiên,
Abel đã gục ngã dưới bàn tay của Cain, là người anh cùng cha, cùng mẹ. Anh Cain đã hứa với mình, chiều nay sẽ đến để dâng tiến đất vật lên Yahweh Thiên Chúa. Mà sao bây giờ anh vẫn chưa về? Thôi, một mình ta dâng ngài kẻo trễ. Ê, sao mày dâng lễ vật mà không đợi tao gì vậy? Em có chờ, mà sao anh đến muộn thế? Đến muộn hả? Đến muộn là chuyện của tao. Thu hoạch rồi còn phải chọn lựa, phân loại chứ, nó phải thu hoạch xong là xong. Đã đến giờ dâng lễ vật, thôi chúng ta cùng dâng đi ăn cây nè. Đoạn hai anh em đặt chiên lên tế đàn phủ phục, thờ lạy, rồi ngước mắt cầu nguyện. Gia-vê chấp nhận lễ vật của A-ben và cho lửa đốt cháy lễ vật. Lúc này, Cain nổi giận và lớn tiếng. Hỡi Gia-vê Thiên Chúa, ngài thấy không, đất tôi trồng thì toàn là sỏi đá. Tôi đã phải đổ mồ hôi, đã phải cày sâu cuốc bấm tối ngày. Tôi có tội gì mà ngài nó đày đọa tôi, trừng phạt tôi như vậy? Anh Cain, sao lại nói phạm thượng đến Yahweh Thiên Chúa, đứng chí tôn như vậy? Mày im đi, để mặc tao. Mày có thấy gì không? Yahweh đã khước từ của lễ của tao rồi. À, tao hiểu ra rồi. Gia-vê chỉ thích những cái gì là tốt lành, đẹp đẽ thôi. Còn trái cây thì ngài chê, ngài không thích. Anh Cain, em xin anh nghĩ lại. Đừng có lộng ngôn mà xúc phạm đến ngài. Ngài không phải là chê lễ dân của anh đâu. Nhưng tại anh chưa đủ lòng thành thôi mà. Cấm miệng đi, cái đồ cứng đầu. Mày đứng cầm lên mặt dạy đời tao. Tao sẽ giết mày cho mà coi. Anh Cain, anh làm gì vậy? Em là em của anh mà. Không có anh em gì hết. Tao chỉ thấy quanh đây toàn là uất hận, bất bình, bất công. Tại sao tao phê nhận của lễ của mày mà mày không nhận lễ của tao? Tao sẽ giết mày.
tội lỗi ngập tràn khắp mặt đất. Bởi thế, Thiên Chúa khiến một trận đại hồng thủy quét sạch tất cả mọi sinh vật. Nhưng Chúa đã gìn giữ gia đình ông Noah. Sau khi nước hồng thủy khô cạn, Thiên Chúa thiết lập giao ước đầu tiên với con người. Ngài nói với Noah: từ nay sẽ không còn đại hồng thủy tiêu diệt con người nữa. Nhưng rồi, con cái loài người vẫn tiếp tục ngụp lặng trong tội lỗi. Tháp Ba-ben được dựng nên để thách đố quyền năng Thiên Chúa. Một lần nữa, Thiên Chúa để thành thánh Jerusalem biến thành hoang địa. Chúa lưu đày dân riêng của Ngài bên Babylon, một đế quốc nằm về hướng đông bắc của vương quốc Do Thái. Chính nơi đây, con người phải nếm trải nỗi tủi nhục thân phận lưu đày. Chính nơi đây, bên bờ sông Babylon, ngày lại ngày, họ ngóng nhìn về hướng thành thánh Sion, than khóc nỉ non. Yeah.
như những cánh đồng khô cháy trong mùa hạn hán. Con người mong đợi những giọt nước mát lạnh từ trời cao tuôn xuống. Con người mong đợi ngày Thiên Chúa sẽ ra tay cứu độ, để giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ tù đầy. Con người kêu lên. Thank you.
có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ân cứu độ của Thiên Chúa. Mọi người từ khắp xứ Judea và cả dân thành Jerusalem tiến vào trong sa mạc, xin được Gioan làm phép rửa và thú nhận những lầm lỗi của chính mình. Tôi là Gioan Tiền Hô. Tôi báo cho anh chị em biết, đấng đến sau tôi sẽ quyền thế hơn tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống mà cởi quai dép cho Ngài. Phần tôi đã thanh tẩy anh chị em trong nước. Nhưng Ngài sẽ thanh tẩy anh chị em trong Thánh Thần. Như đám mây nhỏ bé là sự hy vọng và niềm vui cho dân Chúa thời Elia thế nào, thì mẹ Maria khiêm cung đơn hèn cũng sẽ là sự hy vọng và niềm vui cho nhân loại như vậy. Từ khi Eva đưa tay hái trái cấm trong vườn địa đàng, con người bị luận phạt, công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa bị hoang ố, tì vết, thì mẹ Maria đã đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa bằng hai tiếng xin vâng. Từ đây, Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ qua lời hứa ban đấng cứu thế. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Vì này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Việc ấy xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Isabel, họ hàng với bà, tuy đã già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng rồi. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Với hai tiếng xin vâng ấy, cả vũ trụ đều vui mừng. Bóng tối bao trùm mặt đất đã bị dẹp tan, vì ánh bình minh của Thiên Chúa chiếu tỏa khắp muôn nơi. Giờ đây, một Jerusalem mới đã được kiến tạo. Dân chúng cùng nhau kéo về họp hoang, cảm tạ Thiên Chúa.
cuộc sống thánh thiện của mẹ cứ êm ả trôi qua, cho đến một hôm, có chiếu chỉ của Hoàng đế Augusto truyền kiểm kê dân số, làm xôn xao cả làng Nazareth bé nhỏ. Alo, alo, nghe đây, nghe đây. Chiếu chỉ Hoàng đế, toàn dân lắng nghe, kịp thời thực hiện. Ta Caesar Augusto cai trị toàn lãnh địa đế quốc Roma, nay ra lệnh để ổn định dân cư. Ta truyền kiểm tra dân số toàn miền. Vậy ai quê quán ở đâu, kịp thời về đây để đăng ký vào sổ bộ. Truyền công bố chiếu chỉ này cho toàn dân được rõ. Giuse và Maria cũng là người thuộc dòng dõi David, nên phải rời Nazareth để về Bethlehem là nguyên quán. Dù rằng Maria đã gần ngày sinh nở, hai bóng người in hình trên đường tuyết lạnh. Đây là thành Bethlehem, có núi đồi bao bọc. Chiều đã về, hai người cùng âu lo. Giuse, hôm nay mình chọn nơi đâu? Ta đã tới ngoài bìa làng. Hình như đằng kia còn đèn sáng. Chắc đó là quán trọ cuối cùng. May ra còn chỗ cho mình ở. Cửa đều khép lại khi thấy đôi vợ chồng nghèo. Để ứng nghiệm lời hứa ban đấng thiên sai khi xưa, nay đã hiện thực. Nhưng nào có ai hay biết, đêm ấy, giữa mùa đông yên lặng nơi cánh đồng Bethlehem, trong hang lừa, đấng cứu thế đã giáng sinh. Maria lấy tạ cuốn cho người và đặt người nằm trong máng cỏ, để ứng nghiệm lời tiên tri loan báo. Duy chỉ có các trẻ mục đồng đang ở ngoài trời để canh giữ súc vật, được Thiên Chúa hiện đến báo tin.
Huy hoàng vì sao chiếu soi gần xa khắp miền, nào hỡi một đồng dậy mau chớ lo chỉ hãy bình yên. Này nghe ta báo tin vui mừng, vừa đây trong chốn đã và mang đến cuộc đời tràn đầy cho tất cả